Sáng nay, ngày 16 tháng 11, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội về phía Trung ương có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ đã bám sát chức năng nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất. Các mục tiêu nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành. 9 trên 9 nhóm chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 13, trong đó có những chỉ tiêu mới và khó đều đạt và vượt. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, đóng góp thiết thực, nhất là trong công tác an sinh xã hội, tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và lan tỏa tình nhân ái trong xã hội. Diễn văn khai mạc đại hội nêu rõ. Nhìn lại 5 năm qua, phong trào phụ nữ đã có những bước chuyển mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, là cầu nối giữa đảng với hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những đóng góp của chị em phụ nữ thành phố tuy thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao và đáng quý. Xin bày tỏ tình cảm trân quý đến các chị. Hình ảnh của các chị mãi là những dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn mà các cấp hội phụ nữ thành phố đã đối mặt trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, linh hoạt, sáng tạo, những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tinh thần trách nhiệm của các chị em đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Đà Nẵng nói riêng. Tôi đề nghị các đại biểu về dự đại hội đề cao vai trò trách nhiệm, dân chủ thảo luận, lựa chọn những hội viên phụ nữ tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào ban chấp hành với một cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 14. Tôi đề nghị ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, đồng thời thực hiện tốt việc triển khai nghị quyết, chương trình hành động đến các cấp hội và toàn thể hội viên, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào của phụ nữ thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp, tạo nên một sự kiện chính trị quan trọng, tạo động lực mới cho các cấp hội và các hội viên phụ nữ toàn thành phố phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công tác hội và phong trào phụ nữ Đà Nẵng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.